Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng và sử dụng website tải nhanh vn.com để tải game. Ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt cái tựa game với tên là Moss. Ở Moss, người chơi gặp Queen, một con chuột trẻ trung với những giấc mơ vĩ đại vượt ra khỏi giới hạn của sự cô đơn. Trong khi khám phá khu rừng, cô tìm thấy một Glass Relic bí ẩn và một ma thuật cổ đại được đánh thức. Queen bắt tay vào một cuộc hành trình sử thi và cô ấy cần bạn ở bên cạnh cô ấy. Và để trải nghiệm cái tựa game với tên là Moss này, các bạn hãy làm theo các bước hướng dẫn tải và cài đặt ngay sau đây nhé. Shall we begin? Khi để tải game, các bạn sẽ phải mở trình duyệt web trên cho mình. Toàn thân địa chỉ các bạn nhập cho mình là tải nhanh vn.com. Các bạn truy cập vào website tải nhanh vn.com nhé. Tại đây, trước khi tải, các bạn sẽ phải đọc và làm theo tất cả những cái yêu cầu trong cái mục support nằm trên cùng góc bên phải trong cái cho mình. Các bạn phải đọc và làm theo ba cái mục có tên là trước khi hỏi, trước khi tải. Và ở dưới này là cái mục tải và cài đặt nhé. Các bạn đọc và làm theo cho mình, nó sẽ giúp cho các bạn hạn chế được tầm 80, 90 và thậm chí là 100% tất cả các lỗi trong quá trình tải game, cài đặt game cũng như là chơi game. Nếu vẫn gặp lỗi, các bạn đọc cho mình cái mục có tên là lỗi game hay gặp, nó sẽ giúp các bạn khắc phục lỗi. Và để thuận tiện hơn cho các bạn thì ở cái cột bên phải, các bạn kéo xuống cho mình, các bạn sẽ thấy một cái mục có tên là mục hỗ trợ. Trong cái mục hỗ trợ này nó có một cái bài viết có tên là kiểm tra cấu hình chơi game, thì các bạn có thể vào bài viết này để kiểm tra xem máy các bạn có chơi được game hay không. Và ngay dưới là tăng tốc độ download link FC, nó sẽ giúp các bạn có thể tải cái link FC một cách là mắc tốc độ luôn. Thì để tải game, các bạn sẽ phải ra trang chủ cho mình nhé. Thì sau khi ra ngoài trang chủ, các bạn sẽ thấy một cái dòng có tên là bạn muốn tải gì. Các bạn ấn chuột vào, gõ tên game cho mình là MOSSER. Đấy, các bạn gõ như trên màn hình nhé, gõ như trên màn hình MOSSER. Gõ xong các bạn ấn chữ download cho mình. Đấy, lúc này nó sẽ tìm đến cái bài viết có tên là Moss đây, Moss nhá. Ok, các bạn vào bài viết này cho mình để là link tải nhá. Link tải nó sẽ nằm trong bài viết này. Ok, ấn vào đây cái link bài viết này này, cái link bài viết này nhá, mình sẽ để ở phần mô tả video. Link bài viết này mình sẽ để ở phần mô tả video. Ok, tiếp theo thì các bạn có thể xem thêm về thông tin game này, giới thiệu game này, hình ảnh game này, video game này, và quan trọng nhất là cấu hình nhá. Cấu hình con game này nó yêu cầu là Win 7, Win 8, Win 10 trở lên và là bản 64 bit. Tức là những cái bạn nào mà sử dụng Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 bản 32 bit thì đều sẽ không chơi được nhá. Các bạn bắt buộc phải sử dụng Win 7 trở lên và là bản 64 bit. Tiếp theo là cái chip, chip nó sẽ yêu cầu là Intel Core i5 nhá, hoặc là AMD 1400 trở lên nhá. Đấy, RAM thì nó sẽ yêu cầu là tầm 8GB trở lên, tầm 8GB trở lên nhá. Các màn hình nó sẽ yêu cầu là GeForce GTX 970 trở lên, hoặc là AMD RX 480 trở lên nhá, 8GB. Đấy, tiếp theo là bộ nhớ máy. Bộ nhớ máy nó sẽ yêu cầu là 12GB bộ nhớ máy, 12GB bộ nhớ máy nhé. Ok, thì khi các bạn đã đáp ứng được cái cấu hình để chơi game rồi, khi các bạn đã đáp ứng được cái cấu hình để chơi game rồi thì chúng ta bắt đầu tải game nhé. Đây, các bạn kéo xuống đây. Đấy, ở cái mục link tải game chúng ta sẽ có một cái bài viết có tên là, có một cái dòng link có tên là tải game Moss link FC nhá. Đấy, các bạn thấy dòng chữ đỏ này không? Ấn vào dòng chữ đỏ có tên là tải game Moss link FC cho mình nhá. Ấn vào và tải về. Thì sau khi các bạn tải về, các bạn sẽ có một cái file như này. Đây, các bạn sẽ có một cái file có tên là tải nhanh vn.com Moss. Đấy, các bạn ấn chuột phải vào, chọn extract here cho mình, hay còn gọi là extract here đấy. Các bạn ấn chuột phải vào, nó sẽ hiện lên cái bảng như này. Và các bạn chọn cho mình là extract here nhá, để nó giải nén ra nhá. Các bạn chọn extract here để nó giải nén ra. Thì sau khi giải nén ra xong, chúng ta sẽ có một cái folder cùng tên đây. Đấy, tải nhanh vn.com Moss nhá. Chúng ta sẽ mở cái folder này lên. Mở folder này lên. Đấy, mở lên. Đấy, trong này các bạn sẽ không thấy bất kỳ một file game nào cả. Mà muốn vào game, các bạn phải vào cái folder có tên là Moss Game cho mình nhá. Mở cho mình cái folder có tên là Moss Game. Mở lên. Đấy, trong này các bạn vào tiếp cho mình cái folder có tên là Binarit cho mình nhá. Vào cho mình cái folder có tên là Binarit này. Đấy, mở lên. Tiếp theo là các bạn vào cho mình cái folder có tên là Win64 nhá. Win64, mở lên. Đấy, tiếp theo là các bạn sẽ thấy một cái file có tên là Moss Game Win64 Shipping. Đấy, các bạn sẽ thấy một cái file có tên là Moss Game Win64 Shipping nhá. Các bạn mở file này để vào game. Ok, tuy nhiên thì ở đây máy mình đang cài một số thứ. Dạo này máy mình hay cài một số thứ rất là quan trọng để nói chung là mình vừa tải game vừa quay video hướng dẫn, thành ra là máy mình nó hơi bị lag một tí, thành ra là mình không vào game được. Mình tải game vừa quay video hướng dẫn, thành ra nó hơi bị lag một tí, thành ra các bạn thông cảm ha. Nói chung là các bạn vào đến đây, các bạn mở cho mình cái file có tên là Moss Game Win64 Shipping là các bạn có thể vào game được rồi. Ok, thì các bạn thấy cái video này hữu ích, đừng quên cho mình một like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh của mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình ha. Chúc các bạn tải và cài đặt thành công. Bye bye.